Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình đối thoại phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Thưa quý vị, nằm trong về đề tài về phát triển hạ tầng giao thông tại Việt Nam, đây là chương trình đối thoại thứ ba chúng tôi cùng bàn về chủ đề này. Và trong hai số đối thoại trước thì các khách mời đã cùng đưa ra một bức tranh tổng thể về hạ tầng giao thông tại Việt Nam hiện nay, đặc biệt là khán giả của chúng tôi rất quan tâm tới dự án đường sắt nội đô. Thì ngày hôm nay chúng tôi cùng các khách mời là các chuyên gia trong lĩnh vực này để cùng bàn tiếp về việc là đường sắt đô thị, đặc biệt là đường sắt đô thị Hà Nội đang có vai trò như thế nào trong tổng thể chung phát triển kinh tế xã hội, cũng như là cách thức chúng ta có thể triển khai một cách hiệu quả trong thời gian tới. Tham gia chương trình đối thoại tuần này, tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các khách mời. Tiến sĩ kiến trúc sư Nguyễn Việt Huy, giảng viên khoa kiến trúc và quy hoạch Đại học Xây dựng. Ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam. Tiến sĩ Lê Đỗ Mười, chuyên gia giao thông. Vâng, trước là chúng tôi cảm ơn ba khách mời đã đến với trường quay đối thoại ạ. Và tuy là chúng tôi thực hiện đây là số đối thoại thứ ba nhưng vẫn rất là nhiều sự quan tâm của quý vị khán giả đối với chủ đề của chúng ta ngày hôm nay. Thì trước khi mà chúng ta trao đổi tiếp về dự án đường sắt đô thị Hà Nội thì xin mời các vị khách mời cùng quý vị khán giả đón xem một phần tổng hợp sau đây của chúng tôi ạ. Theo quyết định số 519 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31 tháng 3 năm 2016, điều chỉnh quyết định số 1259 ngày 26 tháng 7 năm 2011 phê duyệt quy hoạch giao thông vận tải thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thì hệ thống đường sắt đô thị Hà Nội gồm có hệ thống đường sắt đô thị khu vực, đô thị trung tâm và hệ thống đường sắt kết nối đô thị trung tâm với đô thị vệ tinh. Trong đó, đường sắt đô thị khu vực đô thị trung tâm gồm 8 tuyến với tổng chiều dài khoảng 381 km. Tuyến đường sắt đô thị kết nối các khu đô thị vệ tinh có chiều dài là 32 km. Quy hoạch các tuyến được phê duyệt như sau. Tuyến số 1 Ngọc Hồi, Yên Viên, Như Quỳnh. Tuyến số 2 Nội Bài, Thượng Đình, Bưởi. Tuyến số 3 Trôi, Nhổn, Yên Sở. Tuyến số 4 Mê Linh, Sài Đồng, Liên Hà. Tuyến số 5 Văn Cao, Hòa Lạc. Số 6 Nội Bài, Ngọc Hồi. Tuyến số 7 là Mê Linh, Hà Đông, tuyến số 8 Sơn Đồng, Mai Dịch, Dương Xá, tuyến Sơn Tây, Hòa Lạc, Xuân Mai là tuyến kết nối các đô thị vệ tinh. Tháng 6 năm 2017, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có tờ trình Thủ tướng về phương án đầu tư và cơ chế thực hiện các dự án đường sắt đô thị, trong đó gồm cả bảng khái toán tổng mức đầu tư của 8 tuyến với tổng chiều dài là 417,8 km. Trong đó thì 342,2 km là đường sắt trên cao, còn lại 75,6 km là đi ngầm. Theo khái toán của Hà Nội, bình quân suất đầu tư cho mỗi km đường sắt đô thị đạt 95,8 triệu đô la Mỹ, trong đó đường sắt xây cao là 80 triệu đô la Mỹ, đường sắt xây ngầm là 170 triệu đô la Mỹ và tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 40,056 tỷ đô la Mỹ. Theo đó thì nhu cầu vốn các giai đoạn như sau: từ năm 2017 đến năm 2020 là 7,550 tỷ đô, từ 2021 đến 2025 là 7,613 tỷ đô la Mỹ, từ 2026 đến 2030 là 3,566 tỷ đô la Mỹ và sau năm 2031 là 21,327 tỷ đô la Mỹ. Tuyến Cát Linh Hà Đông hiện nay đã hoàn thành 90% khối lượng xây lắp, dự kiến sẽ đưa vào khai thác quý 2 năm 2018. Khái toán tổng mức đầu tư là 868 triệu đô la Mỹ với 13 km. Tuyến Nhổn ga Hà Nội dài 8,9 km trên cao và 3,6 km ngầm hiện nay mới thực hiện được hơn 30% khối lượng xây lắp, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2021, chậm kế hoạch ban đầu là 3 năm và khái toán tổng mức đầu tư là 1,324 tỷ đô la Mỹ. Vâng, thưa khách mời, phần tổng hợp vừa rồi đã đưa tới một số thông tin và những con số đáng chú ý. Thì dựa trên một cái bức tranh như vậy thì các khách mời có thể đánh giá về vai trò tác động tới kinh tế xã hội của dự án đường sắt đô thị Hà Nội ạ. Thì trước là tôi xin mời ý kiến của ông Chính ạ. Phải nói là cái vai trò của đường sắt Hà Nội trong phát triển kinh tế xã hội, hay là nói cách khác là trong cái quy hoạch đô thị thủ đô, thì đường sắt đóng vai trò rất quan trọng. Đường sắt ở đây trong đô thị thì chúng ta nói là hệ thống đường sắt đô thị và trong đó có metro. Hiện nay chúng ta biết là Hà Nội thì rất là kẹt xe, và phải nói là sự kẹt xe của Hà Nội vào những giờ cao điểm rất là nhức nhối và nó ảnh hưởng rất nhiều đến vấn đề kinh tế xã hội. Tôi chỉ nói riêng cái thời gian đi lại từ điểm nọ điểm kia đi làm thôi đã rất khó khăn, và cái lượng đấy mà nhân lên ấy, thì đấy là một cái tài sản rất lớn về cái công lao động của chúng ta. Cái thứ hai là ô nhiễm môi trường, những vấn đề về an ninh, an toàn, giao thông. Tất cả những vấn đề đấy đều là những vấn đề rất nhức nhối mà
những vấn đề những người làm về quản lý xã hội đều hết quan tâm. Thế thì để giải quyết trường hợp đó về vấn đề giao thông thì chúng ta phải có cái tổ chức giao thông tốt. Mà muốn tổ chức giao thông tốt thì chúng ta phải có là hệ thống giao thông nó phải đầy đủ, nhất là hệ thống metro, đường sắt đô thị, BRT, taxi và tất cả hệ thống đường giao thông đều phải nằm trong quy hoạch tốt. Mà trong một thành phố của chúng ta hiện nay là gần 10 triệu dân rồi mà chúng ta chưa có metro. Mà trên thế giới là những thành phố khoảng 2 triệu dân thì đã phải có metro rồi. Như các nước phát triển thì thủ đô Hà Nội chúng ta như thế này phải có metro cách đây vài chục năm. Trong đó chúng ta bây giờ chưa có mà bây giờ mới bắt đầu làm như thế. Thì tôi nghĩ vấn đề mà phát triển về hệ thống đường sắt đô thị và metro trong đô thị là việc hết sức cần thiết đối với việc giải tỏa vấn đề giao thông, ách tắc giao thông, nó tạo nên cái cuộc sống đô thị tốt hơn, đặc biệt là vấn đề về an toàn giao thông và tắc nghẽn giao thông, cũng như vấn đề kinh tế xã hội mà nó mang lại chúng ta những cái điều rất tốt đẹp, cái điều rất quan trọng. Vâng, cái vai trò của nó thì rõ ràng chúng ta đã nhìn thấy và chúng ta đã triển khai được một vài năm đúng không ạ? Tuy nhiên là ông Chính đánh giá thế nào về cái việc triển khai hiện nay của chúng ta liên quan đặc biệt tới metro tại Hà Nội ạ? Tôi phải nói rằng là nếu mà đánh giá thì có lẽ là một trong những cái thứ để mà đánh giá cái quá trình phát triển đô thị và quá trình đô thị hóa thì có lẽ tôi buồn nhất là vấn đề giao thông đô thị. Và giao thông đô thị đây thì nói về cái tuyến đường sắt Hà Đông Hà Nội. Đấy có lẽ là một trong những vấn đề mà bây giờ người dân chán nản quá. Hà Đông Cát Linh. Và người ta nói là giao thông Hà Nội, Hà Đông Cát Linh đang trở thành vấn đề nhức nhối xã hội. Nó làm xấu đi cái hình ảnh phát triển về đô thị chúng ta. Nó ảnh hưởng đến cái lòng tin của người dân đối với những người lãnh đạo. Và nó ảnh hưởng rất lớn đến cái việc phát triển chung. Bởi vì cái gì chúng ta cứ nói là phải có cái đầu tư lớn rồi đường sắt rồi hạ tầng hiện đại. Nhưng chỉ có một đường sắt có mười mấy cây số mà 10 năm. Mà chúng ta lại đội vốn lên rất cao. Gây ách tắc, gây an toàn rồi tính mạng cho người dân. Và ngay bây giờ tôi không biết là 1/2/9 có chạy thử không, không biết. Nhưng với cái cách triển khai như thế và tôi nhìn thấy bên ngoài hiện trường thế thì chẳng mong mỏi gì. Năm nay là đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông có thể vào cuộc được. Thì tôi nghĩ là với một cái công trình như thế, cả nước đang nhìn nó như thế. Và người dân thủ đô cũng có cái mong muốn nó phải đi vào cuộc sống. Nhưng nó quá chậm chạp thì nó ảnh hưởng rất lớn đến cái tình cảm và đến cái sự lòng tin của người dân đối với chính quyền. Tôi nghĩ cái điều rất là buồn. Vâng ạ. Thực ra thì với những cái như anh Chính vừa nói thì tôi cũng cơ bản là đồng ý. Nhưng có một số cái chúng ta cũng phải nghĩ lại là trong cái quá trình cái nguồn lực của đất nước và trong cái nguồn lực hiện nay của Hà Nội thì chúng ta nhìn với góc độ là hiện nay với cái nguồn lực đầu tư công hiện nay chúng ta nó thực sự là nó bị hạn hẹp. Thế nên là để mà chúng ta dành cái nguồn lực và nguồn vốn để chúng ta phát triển về cái đường, về cái nhóm mà vận tải hành khách khối lượng lớn, đặc biệt hành khách đô thị thì quả là khó trong cái giai đoạn. Kể cả giai đoạn từ 2010 đến 2020 hiện nay. Vì cái nguồn vốn trung hạn của chúng ta nó cũng chỉ thế, nguồn lực chúng ta cũng thế. Mà đặc biệt về cái kết cấu hạ tầng mà cái mà để phát triển mạng lưới đô thị nói chung ấy, và cái khối lượng lớn, vận tải khách khối lượng lớn nói riêng ấy, thì nguồn lực quả là quá khó cho với một Hà Nội hoặc là một quốc gia để huy động. Theo quy hoạch của Hà Nội có thì 2010 chúng ta đã nhìn thấy được cái tàu điện và nhìn thấy được metro rồi. Nhưng đến bây giờ, sau 7 năm, thì chúng ta vẫn mới là tiền đề mới khởi đầu. Thì cái đấy chính là một cái mà chúng ta thấy là từ quy hoạch một bức tranh rất đẹp đến một bức tranh thực tế thì nó là một quãng khá dài và nó dài nhiều hơn nữa so với mong đợi của người dân. Nhưng xét về một góc độ nào đấy như anh Chính nói thì cái tuyến Cát Linh Hà Đông nó với rất nhiều, bị rất nhiều lý do chứ không phải lý do là tại người nhà quản lý và lý do tại cơ quan thi công hay tại cái những người điều hành. Ở đây chúng ta phải nói là cái đường sắt Cát Linh Hà Đông là chúng ta chậm từ quy hoạch cho đến chậm trong cái quá trình giải phóng mặt bằng, cho đến chậm do cái quá trình giải phóng mặt bằng chậm dẫn đến là cái vốn, nguồn vốn mà khi chúng ta bước vào thi công ấy so với nguồn vốn khi chúng ta lập FF, lập gọi là lập cái khái toán để chúng ta làm ấy thì nó đã trễ một cái khoảng 3-4 năm rồi. Thế nên cái thời điểm đấy với thời điểm mà chuẩn bị bước tay vào thi công và kéo dài thêm cái giải phóng mặt bằng dẫn đến là cái nó đội nguồn vốn lên thì cái đấy nó mang tính khách quan. Chứ chúng ta cũng không thể đổ lỗi cho là chúng ta không thể nhìn nhận được. Mà cái đấy nó thường xảy ra trên các nước trên thế giới, chứ không phải mỗi ở Việt Nam. Còn về cái tiến độ thì tôi nghĩ là với cái sự quyết liệt vào cuộc của Bộ Giao thông cũng như của Ủy ban thành phố Hà Nội thì chắc chắn trong giai đoạn từ nay đến tháng 9 là chúng ta sẽ chạy thử. Và từ nay đến tháng 12 mà trong cái cuộc giao ban vừa rồi giữa Bộ Giao thông và Hà Nội thì quyết tâm sẽ đưa vào khai thác thương mại.
Và với cái hạ tầng hiện nay về mặt ray thì tàu đã chạy thông rồi. Giờ hiện nay với các điểm lên xuống có thể chúng ta từ nay đến tháng 9 là chúng ta có khớp lại một số những đầu mối anh chính ạ. Đặc biệt là cái kết nối mà cái mạng lưới xoay bíp và kết nối giữa các tuyến ấy, thì hiện nay Hà Nội và Bộ Giao thông đã đưa ra cái phương án tương đối tốt để chúng ta kết nối toàn bộ cái mạng dưới để tập trung gom khách. Nếu mà tàu chạy không có khách cũng thế. Thế nên giờ lại chúng ta đã có gom lại để chúng ta gom khách rồi. Thế nên với cái khả năng mà hiện nay, với niềm tin mà chúng ta hiện nay đặt vào cho các nhà quản lý cũng như là các nhà chuyên môn, thì tôi nghĩ là với cái sự quyết liệt vào cuộc hiện nay giữa từ trung ương đến địa phương, đặc biệt Hà Nội, thì cái tuyến Cát Linh Hà Đông tháng 12 sẽ chạy thương mại được. Vâng. Ở đây chúng tôi cũng bổ sung thêm một thông tin nữa là có một số nói đến năm 2021 mới đưa vào sử dụng. Đấy là không phải, đấy là cái quá trình mà chúng ta bảo hành thị trường mới bàn giao 100%. Chứ còn chạy thương mại là báo cáo các anh, hai anh đấy, chắc hai anh đọc trên mạng đều rồi có nói là rất nhiều thông tin, nhưng thông tin đấy là mình cũng phải đính chính lại là đến 2021 là mới là nhà thầu giao bàn giao lại hết cái quá trình bảo hành vận hành duy tu. Chứ còn chạy vận hành để mà thương mại chắc chắn tầm độ khoảng tháng 12 2018 chúng ta chạy thương mại. Còn ngoài ra nói chung ấy, về hiện nay cái đường sắt đô thị Hà Nội thì có một số cái chúng ta hiện nay trong quy hoạch là chúng ta làm Skytrain, gọi là cái đường sắt trên cao. Nhưng mà hiện nay thì qua cái điều chỉnh quyết định 519 thì chúng ta đã đưa xuống ngầm từ vành đai 2, vành đai 3, thì tôi thấy là cơ bản hợp lý đấy, đúng không anh Chính? Vì trong cái 1259 là chúng ta chưa đưa nó là phương thức gì cả. Dẫn đến là trong khi cái 519 chúng ta sửa lại thì chúng ta đã có cái đấy. Thì tôi nghĩ là nó cái hình ảnh đô thị nó hoàn toàn nó khác đi trong tương lai. Tôi có tí là tôi rất chia sẻ với anh Mười. Tại vì những cái vấn đề mà để cho đường sắt nó kéo dài ấy, những vấn đề anh ấy nói ra là chia sẻ đấy. Nhiều quốc gia nó thế. Nhưng mà tôi vẫn cảm nhận là có một cái gì đấy đối với việc về cái đường sắt này, cái tính quyết liệt và cái tính gọi là tổng thể trong một cái chỉ đạo trong cái hệ thống ấy, tôi thấy vẫn có vấn đề. Nhưng mà anh Chính ạ, thực ra ở đây chúng ta cũng phải trao đổi một cách cởi mở. Đúng không anh? Đúng. Là cái mà trong cái giải phóng mặt bằng, cái khâu giải phóng mặt bằng, cái khâu cốt lõi để chúng ta đưa dự án vào sớm hay không sớm ở tại Việt Nam. Nó cái môi trường của Việt Nam nó khác hoàn toàn. Ví dụ một cái số cái nước quốc gia xung quanh cạnh chúng ta, giải phóng mặt bằng là đương nhiên người dân phải bàn giao, còn chúng ta là thỏa thuận và thương lượng. Dẫn đến là quá trình nó sẽ rất kéo dài. Thế nên nhưng mà kéo quá dài như vậy thì thực ra là thực tế là đấy, vấn đề nó là dài rồi, tôi đồng ý, nhưng nó quá dài. Nó làm cho cái sự gọi là cái niềm tin ấy, nó có vấn đề. Và thậm chí nhiều người dân còn đặt vấn đề là liệu có tham nhũng vào trong cái câu chuyện này hay không. Cái đấy thì chắc là ba chúng tôi không dám kết luận. không thể nói được cái chuyện đấy. Khán giả cũng đã đặt câu hỏi về chuyện này, nhưng chúng tôi không bàn kỹ mà cũng chỉ muốn sờ vấn đề cho khán giả. Thực ra tôi có cái nhìn nó hơi khác hai chuyên gia một chút. Bởi vì là tôi có cái nhìn, tôi tham gia cái theo dõi cái dự án đường sắt đô thị ở Hà Nội này từ những năm khởi đầu cơ, có nghĩa là từ những khi nó còn manh nha, khi tôi vẫn đang làm nghiên cứu sinh ở bên Pháp. Thì bởi vì đầu tiên là Sitra thì tham gia khá sâu vào dự án này. Thế thì nó có một cái chúng ta phải nhìn nhận, đầu tiên là phải lạc quan mà nói thì cái quy hoạch đường sắt của chúng ta dựa trên cái quy hoạch chung của Hà Nội ấy được nghiên cứu rất bài bản và khẳng định luôn là cái quy hoạch đấy rất là tốt. Tuy nhiên cái vấn đề thực hiện thì còn rất nhiều cái cần phải giải quyết. Đấy là chưa chắc là sử dụng tư vấn nước ngoài cho toàn bộ cái gói tư vấn đã là hiệu quả. Ví dụ như cái vấn đề anh Mười nói là cái vấn đề giải phóng mặt bằng, chúng ta thừa biết cái điều đấy rồi nhưng chúng ta không dự trù được, thì rõ ràng đấy là cái vấn đề chưa kết hợp được tốt giữa tư vấn nước ngoài và tư vấn trong nước. Tư vấn nước ngoài họ chỉ có kinh nghiệm về các vấn đề triển khai những cái dự án đường sắt, rồi họ có kinh nghiệm về tàu, họ có kinh nghiệm về các vấn đề phương tiện công cộng v.v. Nhưng mà làm sao họ biết được cái nội tình của Hà Nội như thế nào, các vấn đề về giải phóng mặt bằng ra làm sao, các vấn đề thói quen sử dụng như thế nào. Chính vì nó không có cái tổng hòa như kiến trúc sư Trần Ngọc Chính nói, là cái quyết liệt trong cái điều hành chung của toàn bộ dự án, thì cái đấy là cái thực ra thế này. Nếu mà anh nói anh theo dõi rồi thì anh cũng phải anh Chính trong cái quá trình ngày xưa anh công tác thì anh biết khâu giải phóng mặt bằng rất là khó. Chính xác, chúng ta làm dự án chúng ta đã đi tham vấn cộng đồng rồi. Đây là một dự án trọng điểm, đã tham vấn cộng đồng rồi, đã đi xuống địa bàn rồi. Nhưng trong quá trình triển khai
trong quá trình sắp xếp nguồn vốn thì dẫn đến là nó, mà anh biết đất Hà Nội tắc đất tắc vàng, dẫn đến là khi mà chúng ta làm thế thì nhiều cái động thái các quy hoạch khác nó tác động đến, dẫn đến là giá đất ở cái khu đấy nó, người dân nó cái giá đất của nó thay đổi, dẫn đến là khó, cái đấy những yếu tố đấy chúng ta không thể lường được. Chúng ta ở đây nói thật, chúng ta cũng đều là nhà quy hoạch cả. Tôi phải khẳng định quy hoạch Hà Nội từ trước đến nay, khi bắt đầu Hà Nội có cái chuyện sát nhập của Hà Nội với Hà Tây, rồi khi mà trước khi Hà Nội có sát nhập, anh nhớ cái quyết định mà phê duyệt quy hoạch giao thông mà ngày xưa của Hà Nội rồi không anh? Thì cái tuyến mà hiện nay là Cát Linh Hà Đông không phải là tuyến chính xác, xe điện, không phải tuyến tàu, không phải tuyến đường sắt, mà đấy là tuyến BRT hiện nay chúng ta đang khai thác. Đáng lẽ nó nằm trên tuyến đấy, nhưng sau khi cộp lại cái thay đổi thì chúng ta thay đổi lại tuyến. Cái đấy cũng là một cái mà chúng ta làm cũng ảnh hưởng đến sau này các chuyên gia chúng ta cũng phải nói. Thế nên là ở đây thì ở đây chúng ta khả năng chúng ta nói thế này, cái Cát Linh Hà Đông ấy nó chỉ là một cái bài học cho chúng ta để chúng ta còn 7 tuyến nữa. Đúng không ạ? Còn 7 tuyến nữa để chúng ta làm cơ. Đặc biệt cái tuyến số 2 này thì chúng ta như thế nào để chúng ta từ đấy chúng ta đưa ra được cái bài học, chúng ta đẩy nhanh tiến độ và chúng ta làm cho cái lợi ích của người dân ấy, nó nhanh tiếp cận với một cái nó cái gì đấy rất hiện đại, một cái gì đấy mong muốn như tất cả nhà quản lý cũng như là cái nhà khoa học chúng ta mong muốn. Cái đấy mới là cái mục tiêu. Đúng không ạ? Thì tôi nghĩ thế. Còn ở đây nói là tư vấn nước ngoài không tốt hoặc tư vấn Việt Nam không tốt, ở đây chúng tôi nghĩ là mỗi người tốt một mạch. Chính xác. Đúng không ạ? Nó phải có cái sự đúng phối kết hợp. Và hiện nay cái tư vấn đấy chúng ta đang kết nối lại với nhau chứ không phải như anh nói đâu. Không phải Sitcha làm, không phải là Sitcha làm hết. Mà trong đó thì hầu như là có tư vấn nội tương đối nhiều. Và anh Chính hiểu, cái 1259 cũng chúng ta làm đấy chứ có phải là tư vấn nước ngoài đâu. Mà của mình chứ, mà chúng ta là chúng ta tổng hòa lại để chúng ta làm đấy chứ, mà đưa ra những cái chỉ tiêu kinh tế xã hội đấy chứ. Vâng. Ông Trình có bổ sung gì không ạ? Tôi thấy những cái ý là đúng đấy, thế nhưng có cái này, Hà Nội bây giờ phải tính tại sao nó có cái câu chuyện đấy. Bởi vì năm 2008 ấy, thì Hà Nội chính thức, mùng 1 tháng 8 năm 2008 ấy, Hà Nội chính thức được mở rộng đến cả tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc và 4 cái xã của Hòa Bình ấy. Và việc mở rộng ấy thì rõ ràng ấy, đấy là cái việc cần thiết để mở rộng thủ đô của một cái thủ đô 100 triệu dân trong tương lai. Cái này là Bộ Chính trị đã chỉ đạo và chúng ta làm cái việc mở rộng thủ đô là cả vấn đề rất lớn và Quốc hội thông qua. Thế thì đã có mở rộng thủ đô thì chúng ta phải có quy hoạch lại thủ đô, quy hoạch lại cái thủ đô của mình. Và quy hoạch thủ đô của mình thì tôi muốn nói là lúc đấy là chính phủ là giao cho Bộ Xây dựng cùng với Hà Nội tổ chức thi tuyển các chuyên gia nước ngoài, tư vấn nước ngoài. Và tôi nhớ là ngày ấy là tôi là chủ trì về cái việc là tuyển chọn tư vấn nước ngoài. Sạt vào 1259 nước ngoài chính. 14 tư vấn nước ngoài đến. Và cuối cùng ta chọn được PVD là Mỹ và Hàn Quốc. Là PVD cùng với chuyên gia của Viện Quy hoạch Đô thị Quốc gia và Viện Quy hoạch Hà Nội để làm cái quy hoạch đấy. Mà phải nói đấy là một trong quy hoạch mà theo tôi nghĩ là rất tốt. Bởi vì có sự tham vấn của các chuyên gia trong tất cả các ngành. Mà phản biện rất nhiều phản biện ấy. Và rất nhiều phản biện. Chúng tôi còn mời phản biện của Úc, của Hà Lan đến phản biện đó. Mà phản biện độc lập. Phản biện độc lập. Thực ra cái phương án quy hoạch thì nó được đánh giá rất là cao. Là cao kể cả là trong cái giới nghiên cứu. Giới chuyên môn. Giới chuyên môn cũng đánh giá rất cao bởi vì nó rất phù hợp. Tuy nhiên là cái có thể còn một số những cái vấn đề về cái thực hiện quy hoạch đấy. Nó còn có vấn đề mà chúng ta phải mổ xẻ. Thì có cái quy hoạch không gian đấy thì mới có cái hệ thống giao thông của cái 1259. Chính xác. Thì cái giao thông đấy, lúc đấy chúng ta phải nghĩ đến cái việc là Hà Nội, hệ thống metro phải kết nối với đường sắt, mà đường sắt này là đường sắt nội vùng. Có nghĩa là Hà Nội còn kết nối với các đô thị vệ tinh từ Sóc Sơn, Sơn Tây cho đến Hòa Lạc, cho đến Xuân Mai và đến khu vực ở phía dưới Thanh Trì. Nhưng mà anh Chính ạ, đấy là đúng, đường sắt nữa. Đúng, nhưng mà hiện nay Hà Nội đang thiếu một cái mà chúng ta để hỗ trợ đường sắt nó khai thác tốt ấy. Thì chắc là các anh cũng hiểu rồi. Thì chúng ta phải có một cái mạng vận tải khách công nó rất tốt cơ. Nhưng hiện nay Hà Nội đang thiếu. Chính xác. Chúng ta mỗi ông xe buýt đi một đẳng. Đúng. Ông đường sắt đi một nẻo. Xong rồi hai cái ông đấy này không có những cái hấp vận tải mà hiện nay chúng ta để gom lại để cho lại khai thác tốt. Ai cũng biết một đô thị hiện đại. Từ 2 triệu dân là phải có metro. Nhưng mà hiện nay chúng ta đến gần sắp xỉ 10 triệu dân. Chúng ta chưa thấy gì. Nhưng mà cái đấy thì cũng phải nhìn đi và nhìn lại. Là bố mẹ có tiền đâu mà mua quần áo cho con mặc, đúng không? Thế nên là cái đấy chúng ta cũng phải nói là
liệu cơm gắp mắm, thì trong đấy thì chúng ta đến bây giờ chúng ta có món rồi. Vậy. Có món rồi thì chúng ta phải nghĩ đến những cái phụ gia. Thì phụ gia thì Hà Nội đang thiếu quy hoạch giao thông, kết cấu hạ tầng có rồi nhỉ. Nhưng cái quy hoạch về kết nối vận tải và hoặc là vận tải khách công cộng thì nó đang hiện manh mún được các đề án thôi. Đúng. Chứ nó chưa có một cái bức tranh tổng thể về cái kết nối đấy. Đấy, thì cái đấy lại là cái nếu không có kết nối chúng ta sẽ làm như thế nào? Đúng rồi ạ. Thì hiện nay chúng ta có sử dụng như nào? Chúng ta có xương rồi. Đúng không ạ? Chúng ta có xương sống rồi, nhưng mà xương sườn thì chưa đâu. Thế nên giờ chúng ta phải làm cho nó thành một bộ hình hài. Thì Hà Nội hiện nay đang thiếu là thiếu cái quy hoạch vận tải khách công cộng nói chung của các phương thức vận tải hành khách công cộng. Thì hiện nay Hà Nội đang thiếu. Thiếu cái đấy dẫn đến anh ạ. Dẫn đến chúng ta, bức tranh của chúng ta trên sách báo thì rất đẹp. Nhưng mà đến khi vào thực tế thì nó rất khó. Chính vì thế mà với cái kinh nghiệm mà khi mà nghiên cứu về cái cách thực hiện cái hệ thống tàu điện ngầm của Paris ấy, thì tôi thấy phải chăng là cái cách của chúng ta nó còn một cái một số vấn đề gì đấy cần phải xem lại. Đấy cái là sượng là cái hệ thống Paris, họ quy hoạch có 14 đường và họ triển khai ngay lập tức 7 đường và nó ở một cái bán kính nhỏ, sau họ mở rộng dần. Vết dầu loang. Chứ như chúng ta là lại chọn một số tuyến và chúng ta làm từ đầu đến cuối. Thì liệu chăng đấy cũng lại là cái vấn đề mà nó sẽ gây ra những cái khó khăn không, về cái vấn đề không tổ phải chức. Đặc thù thế, anh phải nói tính đến đặc thù đô thị. Đúng rồi. Cái này thì anh Chính anh nắm rất rõ. Thực ra đặc thù đô thị của Pháp ấy. Vâng. Chúng ta nếu mà nói quy hoạch thì đúng không? Quy hoạch thì người Pháp quy hoạch thì chúng ta không chê vào đâu được. Chính xác. Cũng chúng ta phải nói thật thế này này, với cái mạng lưới đường quốc lộ hiện nay của Việt Nam, người Pháp phong tuyến chứ có phải chúng ta đâu. Kể cả đường sắt. 130 người ta. Và đến bây giờ để chúng ta tìm phương án tối ưu nữa thì kể cả có rất nhiều hiện đại để hỗ trợ thì cũng chỉ đấy là phương án nó cũng là tối ưu nhất rồi. Thế nên chúng ta nghĩ là thế này, người Pháp người ta khi người ta đưa tư duy vào người ta làm ấy. Vâng. Vì cái điều kiện người ta là người ta hạ tầng ngày xưa từ lâu rồi người ta đã có một cái mạng, một số tuyến đường sắt làm sự sống rồi. Từ đấy người ta phát triển ra thôi. Vâng. Còn chúng ta là một cái bức tranh mới, một cái tờ giấy mới để chúng ta vẽ lên. Thế nên chúng ta phải tính điểm đầu điểm cuối để cho nó hợp lý. Thì trong cái quy hoạch thì nói thật là với anh này, anh Chính hoặc là chúng tôi khi họp 1-2-5-9 có những tuyến chúng tôi đặt vấn đề sao phải vẽ thế này. Anh có nhớ cái tuyến qua Hồ Gươm chúng ta phải điều chỉnh. Chúng ta điều chỉnh rất nhiều để chúng ta chọn để nó không ảnh hưởng đến cái sự tâm linh. Ở đây chúng ta cũng phải nói thế. Rồi cái tuyến Tây Hồ Tây, Hồ Tây Ba Vì. Nó rất nhiều thứ anh nhớ ở đấy. Thế nên ở đây chúng ta phải nói đấy, để một cái mạng lưới mà chúng ta quy hoạch phấn đấu được bằng cái đô thị hiện đại như Paris thì chúng ta chắc phải về thực tế thì còn phải thời gian nữa. Thì thực ra trong 1-2-5-9 chúng ta nói là phù hợp đến thời điểm hiện nay. Nhưng đến thời điểm hiện nay thì báo cáo anh Chính ạ, với quy hoạch phân khu chi tiết nó lại cũng có một số vấn đề. Hiện nay thì chắc là mọi người biết đô thị Hà Nội phát triển đa số từ vành đai 3 đến vành đai 4. Mà hiện nay đa số những cái mạng lưới mà cái khu đô thị tập trung dân cư rất đông thì mạng lưới vận tải khách công cộng chưa thò lên. Các tuyến đường sắt hầu như là bị lãng quên không được đến đấy. Mà ngày xưa chúng ta chỉ tập trung là các chuyến xuyên tâm và hướng tâm từ những cái điểm ví dụ Nhổn vào anh ạ. Xong rồi từ Yên Nghĩa vào và đến Hưng Đạo, nhưng mà hiện nay nó có phát triển về phía đấy đâu. Anh nhìn thấy về ví dụ như là cái giờ trục, có nghĩa là cái định hướng nó đang có vấn đề. Không phải. Vì theo cái sóng bất động sản, về cái sóng nhà đầu tư, những chủ đầu tư người ta có những mảnh đất người ta đầu tư. Thế dẫn đến là đấy là quy hoạch tốt, nhưng mà đến khi phát triển thì phải theo nhu cầu. Thế nên cái này nó đã phù hợp rồi. Nhưng nếu mà như thế chúng ta phải quy hoạch tuyến nhánh. Ở đây chúng tôi nói đến là Paris, là người ta nhìn thấy cái tuyến nhánh mà người ta quản lý, quy hoạch nó chuẩn. Ông muốn đầu tư ở đây tôi không cho đầu tư, vì chưa đến lúc chúng tôi đầu tư, bắt ông phải đầu tư sang chỗ kia. Cái đấy mới là cái mấu chốt mà anh nói. Vấn đề quản lý. Thực ra nó đấy. Còn hỏng một chỗ cái trong cái lý luận về đô thị cũng như là thiết kế về giao thông đô thị. Tôi ở bộ tôi biết này. Trước đây khi mà mình làm theo cái nguyên tắc về đô thị Xô Viết ấy thì gần như các đô thị nào mà tương đối là đô thị lớn ấy, thì đều phải có một cái bản vẽ rất quan trọng là bản vẽ về hệ thống giao thông công cộng. Nhưng có một thời này chúng ta bỏ cái hệ thống giao thông công cộng lãng quên, không phải bỏ mà lãng quên. Bởi vì cái đấy là cái quan trọng nhất, cái quan trọng mà chỉ có bản vẽ giao thông thôi. Thì giao thông thì tuyến 1, tuyến 2 để mặt cắt để thế nào thế, kể cả về giao thông tỉnh cũng không có nữa. Chúng ta bị thiên về hạ tầng chứ không theo về thiên về vận tải, không phải là vận tải. Đáng ra phải có cái hệ thống giao thông công cộng. Giao thông công cộng là gì? Metro là tất cả cái hệ thống BRT, xe buýt nhanh, các loại taxi, các loại xe khác. Báo cáo về chị Phương Chi, Hà Nội chúng ta hiện nay bao nhiêu?
Theo tôi được biết là hiện nay chúng ta có khoảng 5 triệu xe máy. 5 triệu xe máy, khoảng 450.000 ô tô. Và đấy là chưa kể là xe ngoại tỉnh nó vào nữa. Tất nhiên chúng ta cứ tính khoảng 2/3 cái đấy lúc nó vào làm việc. Thì Hà Nội đường đâu mà đi. Tôi chỉ nói cái số lượng đấy. Báo cáo rất may là vừa Hội đồng Nhân dân đã bấm nút chúng ta có cái thông qua cái đề án tổ chức hợp lý giao thông vận tải Hà Nội đến 2030 rồi. Cái đấy là trong đấy một số cái loạt các kịch bản và cũng như một loạt những cái mà phát triển về kết cấu hạ tầng, đặc biệt tập trung vào phát triển khối lượng lớn để thu hút nguồn vốn đầu tư ấy. Để làm đấy thì cái đấy cũng rất may là có rồi, nên cái bức tranh mà chúng ta đến sau 2030 thì với những cái phương tiện mà cá nhân mang tính chất ô nhiễm nhiều và mang tính chất nhỏ lẻ chắc nó sẽ được bớt đi giảm, khi vận tải công cộng đã đáp ứng một cái một đấy. Phần cơ bản tôi đưa con số đấy để thấy rằng là khi mà chúng ta chưa có hệ thống metro và hệ thống giao thông nhanh. Ở đây chị, chúng ta phải hiểu là giao thông đô thị thành phố lớn là phải giao thông với tốc độ nhanh và chuyên chở rất đông hành khách thì mới là giải quyết được giao thông. Tất cả cái đấy chúng ta không có, chúng ta cứ đi taxi rồi đi xe máy. Hiện nay xe máy chúng ta là chính, thế thì có làm bao nhiêu cầu vượt mà có mở rộng đường thì đi xe máy kiểu như chúng ta không bao giờ mà không tắc đường được cả, có đúng không đồng chí Mười? Vâng. Nó là như thế. Hạn chế làm trên cao, không? Hạn chế trên cao vì sao? Vì cái đường chúng ta đã hẹp rồi, bây giờ tôi làm trên cao nữa thì nó chắn cái tầm nhìn rồi nó gây bụi, nó gây tiếng ồn rất bức xúc. Tuy nhiên á, cái nguyên nhân chính để người ta làm trên cao là gì? Nếu mà theo giá thế giới ấy, thì có lẽ anh Nghĩa ở đây cũng biết, tức là làm trên cao giá nó chỉ bằng 1/3 làm ngầm thôi. Đấy, cho nên cái điều kiện kinh tế nó cũng hạn chế đến cái vấn đề như thế. Cái suất đầu tư của cái đường sắt trên cao của Việt Nam là còn đắt hơn cả suất đầu tư ngầm của nước ngoài. Chính xác. Và đấy là vấn đề rất là vấn đề rất là khó hiểu, vô lý. Rất là phi lý. Vô lý. Để chúng ta bắt tay vào làm cơ sở hạ tầng chậm, trong khi là bất động sản thì đẩy nó lên ở cái mức tầm cỡ quốc tế rồi. Tức là giá bất động sản ở Việt Nam thậm chí tức là ngang bằng với bất động sản đắt nhất của thế giới rồi. Và như vậy thì là đền bù rồi giải phóng mặt bằng rồi thì là đủ thứ sẽ rất là đắt. Nếu đi mặt đất là chúng ta là thiết kế thi công là rẻ nhất, chi phí thấp nhất, nhưng chúng ta không có đủ quỹ đất. Vì thông thường là đường sắt đô thị là bám các trục giao thông chính để mà tăng khả năng kết nối với mạng lưới giao thông công cộng còn lại. Cho nên là nó, nếu chúng ta cho đi mặt đất thì không có đất để bố trí. Cho nên là đa số chúng ta còn lại cái giải phân cách ở giữa thì chúng ta bố trí cái cột đấy để cho nó đi nổi. Ở một số đoạn tuyến chúng ta vẫn phải cho đi ngầm, bởi vì lý do thứ nhất là nó đi qua những cái khu mà chúng ta không thể nào bố trí được quỹ đất là một. Thứ hai nữa là nó có thể là ảnh hưởng đến kiến trúc cảnh quan xung quanh nhiều. Mình thiếu quỹ đất nên hệ thống cái đường tàu điện của chúng ta đa phần là đi vào những đường phố có mặt cắt ngang rất lớn, mà nhiều khi nó chỉ phục vụ được khoảng vài trăm mét hai bên đó thôi, mà chúng ta chưa kết nối trực tiếp với những cái trung tâm mà phát sinh các cái đầu mối giao thông lớn, ví dụ các cái trường đại học, các cái khu công nghiệp. Bây giờ hiện nay chúng ta không có lối để đi về bên dưới, là các nhà cao tầng không có quy hoạch mà. Cho nên các nhà cao tầng với cái móng như thế thì chúng ta cũng không thể luồn lách ở dưới các cái đó được. Cho nên lựa chọn cái đi trên cao, và một phần đi ngầm cũng là như tiến sĩ Bình phân tích, một phần là cũng là lý do kinh tế, vì đi ngầm nó rất là đắt, cái địa chất của Hà Nội này lại tương đối yếu. Và liên quan đến đường sắt đô thị nữa thì khán giả cũng thường xuyên đặt câu hỏi mà đến hai số vừa rồi chúng tôi vẫn chưa lý giải được, tức là chưa đáp ứng được cái nguyện vọng của khán giả về cái câu chuyện là chúng ta tính toán để làm ngầm và làm nổi thế nào, có thể có những cái so sánh hoặc có những cái lý do hợp lý để khán giả hiểu được là những cái lý do mà chúng ta đang làm ngầm hay làm nổi như hiện nay. Và thậm chí có rất là nhiều doanh nghiệp nói với chúng tôi tại sao chúng ta không làm ngầm hết đi như các nước ở trên thế giới, rất nhiều nước xin ngầm công, tại sao không làm như vậy ạ? Thì không biết là các khách mời có thể lý giải cho khán giả chúng tôi ạ? Chắc chắn là ông Mười sẽ có những lý giải. Thực ra cái vấn đề làm ngầm hay làm nổi ấy, thì các phương án đã đưa ra được cái tính toán tối ưu rồi. Thế đấy tôi có thể khẳng định, kể cả tôi không làm, bởi vì là rõ ràng là ai cũng biết làm ngầm với cái hệ thống tàu điện như này, cái giá thành nó có thể đội lên 3-4 lần so với làm nổi. Tất nhiên là nó còn phụ thuộc rất nhiều vào cái phương án làm nổi, bởi vì ví dụ như là bây giờ chúng ta đang ở cái năm 2018 rồi chứ không phải năm 1900 nữa. Thế nên cái hệ thống thiết kế, những cái hệ thống nổi của chúng ta ấy, nó hơi cổ quá. Bê tông nó với cái khối tích nó quá nặng nề,
Trong khi đó các đô thị phát triển ở trên thế giới họ dùng những cái hệ thống treo rất nhẹ nhàng, thậm chí nó sẽ là cái kiến trúc cảnh quan tô điểm đẹp thêm cho đô thị thì nó sẽ không gây cái bức bối trong trong cái vấn đề của người dân thôi. Chứ còn rõ ràng là phương án làm ngầm thì đấy là điều kiện bất khả kháng người ta mới phải làm ngầm. Bởi vì ví dụ như là đi qua những cái chỗ là di tích lịch sử, đi qua những cái chỗ không gian đô thị không thể thay đổi được thì họ mới phải tính toán làm ngầm. Chứ còn có cơ hội để tận dụng cái không gian thì nó vẫn là cái giải pháp hữu hiệu nhất. Thực ra ngay cả Paris trước đây cả tới 100 năm, hơn 100 năm họ vẫn phải có những cái tuyến để họ làm nổi, để nó giảm thiểu. Tuy nhiên là họ vẫn sử dụng những cái hệ thống tàu điện lốp hơi hay là họ sử dụng những cái tàu điện nhẹ vẫn có. để nó vận tải và nó làm cho cái hệ thống đỡ nó cũng nhẹ nhàng hơn. Tramway của họ nhiều chứ. Đấy, đúng rồi, vân vân. Vấn đề làm ngầm làm nổi ấy, thì tôi có nghe có một chuyên gia nói là cứ phải giao thông nặng thì phải đi ngầm mà giao thông nhẹ để đi trên cao. Vâng. Tôi nghĩ như thế không chính xác. Bởi vì một con tàu đấy lúc đi ngầm lúc đi nổi thì làm sao lại lúc nó đi ngầm thì nó là nặng và lúc đi nổi là nó không chính xác, đi nổi là nó nhẹ. Nó đang chuyển từng ý người thì lúc nó nổi lúc ngập. Đúng rồi. Ở đây phải hiểu thế này. Tại sao metro thì thường người ta hiểu là metro là đi ngầm. Metro là đi ngầm. Nhưng mà hệ thống metro thì có ngầm có nổi. Đúng rồi. Ở tất cả các đô thị trên thế giới. Mà đi ngầm chỉ có là đã là đô thị thì nó phải có cái trung tâm đô thị, và cái trung tâm thì nó có cái lịch sử phát triển của nó rất lâu đời, có khi hàng trăm năm. Như Hà Nội của mình cứ 1.000 năm, thực ra là Hà Nội cổ của mình là thời gian cũng không phải là dài lắm. Đúng rồi. Thế chúng ta có phố cổ rồi khu đô thị lịch sử. Thế thì đô thị lịch sử phố cổ thì nó chỉ có 7-8 mét và đường có thể 25-30 mét, và tất cả kiến trúc nó rất là hoàn chỉnh. Bây giờ chúng ta cứ làm đường ở giữa, cái đường Lý Thường Kiệt hay cái đường Trần Hưng Đạo mà làm ở đấy thì chắc là không ổn về mặt kiến trúc đô thị, nó không đủ. Sau đó cho nên tất cả khu vực nội thành hay là nội đô lịch sử kiểu 36 phố phường thì không thể làm đường sắt nổi được. Đúng. Và toàn bộ cái khu gọi là đô thị Pháp mở rộng cũng không thể làm nổi được. Sau đó cho nên là chúng ta phải là làm chìm ở khu vực đấy. Thế chỗ nào làm nổi? Làm nổi là chỉ có khu vực nào mà đường cho phép chúng ta đi một bên hoặc đi giữa. Ví dụ thế. Mà ngay hiện nay chúng ta đi một bên thôi, chặt bao nhiêu cây dân đã nói rồi. Nhưng mà phải đi như thế bởi vì liên quan đến tiền bạc. Như anh Huy nói, ngầm nó gấp 3 lần tiền. Thế điều kiện chúng ta đang khó khăn, làm sao mà chúng ta có thể làm nổi, làm ngầm hết được. Thế chúng ta phải hiểu thế. Sau đó khi mà chúng ta tính toán là chỗ nào nằm, chỗ ngồi nổi thì là các chuyên gia đã tính toán rất kỹ về hiện trạng của nó, về xã hội của nó, giải tỏa bao nhiêu nhà, giải tỏa bao nhiêu cây. Ê, xin thưa chị là giải tỏa có mỗi cây ở cái đường Kim Mã thôi. Dân lên báo chí ghê gớm. Chứ không phải là chỉ có mỗi chuyện là bảo thôi thì giải tỏa dân, vấn đề xã hội ấy, động chạm đến cái tình cảm, đến cái gì của người dân ấy, người ta có thể nói. Và người ta cũng có thể nói là tại sao ngầm hết. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng là ngầm hay nổi là vấn đề kinh tế. Ngầm hay nổi là vấn đề kỹ thuật. Ngầm hay nổi là cái ý chí của những nhà khoa học với kết hợp với những nhà chính trị để chúng ta làm cho nó tốt. Chứ không phải là muốn thế nào cũng được. Đấy chúng ta phải hiểu như thế. Thực ra với tôi là người làm nghề giao thông, tôi rất cảm ơn hai vị chuyên gia mà của ngành xây dựng mà chia sẻ ngành giao thông với những cái khó khăn như thế. Không, thực sự, tôi thực sự là cái đấy. Vì rất nhiều người nói là sao chúng ta không làm ngầm, sao chúng ta làm nổi. Sao người ta bảo sao lại có ngầm có nổi. Thực ra cái metro và cái Skytrain nó hoàn toàn khác nhau về phương tiện vận tải. Phương tiện chứ. Skytrain nó chỉ có 3 toa thôi, còn metro nó chỉ là 6 toa thôi. Nhưng mà để đầu tư một cái hạ tầng, vì metro đúng như anh Chính nói, đúng như anh Huy nói, hiện nay Đức vẫn dùng, vẫn đi trên cao, mà một số đô thị châu Âu kể cả Mỹ vẫn đi trên cao, chuyện bình thường. Vẫn đi trên cao và ngầm xuống, nhưng mà cái khái niệm của metro với cái tàu điện trên cao nó hoàn toàn khác nhau về cái năng lực chuyên trở, về tốc độ khai thác và về nhiều cái vấn đề nữa. Và từ những cái đấy nó dẫn đến nó kéo cái tổng mức đầu tư lên. Như tôi nói vừa nãy, bố mẹ trong túi có 10.000 mà con đòi đi ăn thịt thì chắc là chúng ta cũng chỉ nhắm nhé cho một bữa thôi, chứ còn 10 bữa chắc không có. Thế nên ở kia người ta nhiều thì người ta phải nhìn. Chúng ta từ cái thực ra làm quy hoạch thì chúng ta cũng phải căn cứ vào những cái tiềm lực phát triển của quốc gia, của một đô thị, từ đấy chúng ta mới làm quy hoạch. Tầm độ đến 2050, Hà Nội GDP bao nhiêu, lúc đấy chúng ta mới nghĩ đến những cái gì. Thì từ đấy ra các nhà quy hoạch mới đưa ra là Hà Nội, khuyến cáo Hà Nội, đưa các phân tích lựa chọn nên dùng loại gì. Thì Hà Nội lựa chọn, đấy,
có những loại đấy nó phù hợp. Anh Chính nhớ không? Chúng ta tổ chức hội thảo rất nhiều sao không ngầm, sao không nổi để chúng ta làm, và sau đó chúng ta chọn lọc này. Với cái nguồn thu tài chính như thế, với cái nguồn lực của quốc gia như thế, thì chúng ta làm cái này là phù hợp. Và nó phù hợp cả cho lâu dài anh ạ, chứ không phải cái 1259 và cái quy hoạch 519 này nó bền vững cho chúng ta ít nhất phải 50 năm anh ạ. Không, cái này thì em khẳng định đấy. Thế nên cái bền vững 50 năm đấy thì nó phải là cái gì để cho nó phù hợp? Thì cái này, cái quy hoạch là tương đối phù hợp. Nhưng mà cái dở nhất hiện nay chúng ta chưa có anh ạ. Một đô thị chúng ta hiện đại, cận hiện đại như Hà Nội nhưng không có quy hoạch ngầm. Đấy, không, thậm chí còn không có quy hoạch kết nối các hấp giao thông thì... Cái đấy vừa nãy mình nói là quy hoạch nổi đấy. Nhưng nói về quy hoạch thì tất cả chúng ta hiện nay Hà Nội không có quy hoạch ngầm. Dẫn đến là một đúng phát triển mạng lưới ngầm rất khó. Chính xác. Hiện nay chúng ta không quản lý được. Không ngầm. Quản lý được. Ví dụ nhà đô thị chúng ta chọc trời, đâm xuống dưới hàng 30-40m, 50m, ngầm đi vào đâu được nữa. Thế những cái đấy cũng là một cái hạn chế để chúng ta lựa chọn phương thức chứ. Thế nên dẫn đến là những cái hiện nay đang 8 tuyến này, tôi nghĩ là đang hiện nay cái 8 tuyến là chúng ta cơ bản là chúng ta đã có được cái mục tiêu và cơ bản chúng ta có. Chúng ta thực hiện tốt cái 8 tuyến này thì trong tương lai tầm độ khoảng và hỗ trợ mạng lưới bằng xe buýt và một số cái buýt nhanh BRT nữa mà trong quy hoạch đưa ra thì cơ bản sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của người dân và cái nhu cầu phát triển của Hà Nội trong tương lai. Tôi bình luận cái chỗ này về cái giao thông ngầm ấy. Giao thông ngầm không chỉ có metro là ngầm nữa. Đúng rồi. Trong đô thị giao thông ngầm ấy là một trong những cái khái niệm mà chúng ta phải hiểu rõ. Bởi giao thông ngầm là ngoài cái chuyện là làm metro ra, thế còn bao nhiêu cái công trình kiến trúc ngầm là trong tất cả những công trình cao tầng hoặc công trình thấp tầng, nhưng mà bên dưới nó là cả một cái hệ thống thương mại dịch vụ, rồi là chỗ đỗ xe, và nó linh từ nhà nọ nhà kia, và tất cả cái đấy mình phải tính toán. Thậm chí ở Tokyo người ta coi công trình ngầm là cái chỗ để mà thu nước lúc mà mưa lớn, người ta thu vào đấy. Nó là công trình dự phòng an ninh là quốc phòng. Dự phòng an ninh quốc phòng nữa. Lúc mà có vấn đề người ta xuống đấy. Và cái đấy người ta trữ nước rất lớn cho những trận mưa rất lớn và sau đấy người ta bơm ra. Và công trình đấy người ta xử lý rất nhiều thứ. Thế mình phải hiểu công trình ngầm là phải hiểu rất rõ là ngoài hệ thống metro ra thì chúng ta phải có hệ thống công trình ngầm để thoát nước, để mà làm những cái dịch vụ và tất cả những công trình ngầm mà mang tính kiến trúc ấy, để cho những tòa nhà lớn, chỗ đỗ xe công cộng rất lớn và thậm chí là làm an ninh quốc phòng. Và tất cả những cái tuy nhiên đấy thì tất cả những công trình hạ tầng kỹ thuật, đường điện, đường nước, đường cấp hơi, đường cấp nhiệt, đường cấp quang v.v. là đấy phải làm. Chúng ta biết ở Paris cách đây cả hơn 100 năm, chúng ta đã đọc những người khốn khổ ông Giang Văn Giang, ông dắt con ông đi giữa những cái đường hầm nó lớn như thế, cái đường hầm là người ta đi dưới được. Thế bây giờ ấy, chúng ta để xem thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta đã có hệ thống thiết kế công trình ngầm và đã có công trình ngầm đủ để chúng ta có thể là những cái xe kỹ thuật để có đi dưới cái đường hầm để làm những công trình ấy. Có lẽ cái việc này chúng ta phải đặt ra để chưa có một cái quy hoạch ngầm nào nhưng cả. Mà rõ ràng ra đúng là đúng là rất đồng tình với cái ý kiến của anh Mười là ngay lập tức phải bổ sung cái vấn đề quy hoạch ngầm, bởi vì cái đấy là cũng là cái đúng thế. Cái vấn đề nếu chúng ta không quản lý được thì nó sẽ xảy ra rất nhiều vấn đề, đặc biệt là đối với Hà Nội. Vì sao? Bởi vì ngay cái tên nó đã thể hiện là chúng ta ở trong lòng sông rồi. Thế thì rõ ràng cái địa hình, cái địa lý của Hà Nội của Hà Nội nó khác hẳn những cái đô thị khác, bởi vì ngầm rất phức tạp mà chúng ta không có những cái dự trù, không có những cái tính toán quy hoạch thì rõ ràng là khi xảy ra bất cứ một cái gì chúng ta sẽ gặp bất cập. Chính vì thế tôi đánh giá rất cao cái lựa chọn của cái vấn đề thiết kế ngầm và nổi của các tuyến đường sắt này, nó rất phù hợp rồi. Chỉ có những chỗ bất khả kháng người ta không thể làm nổi được thì người ta phải làm chìm. Thì cái đấy là cái rõ ràng là nhìn trên góc nhìn của một chuyên gia cũng nghiên cứu về quy hoạch thì tôi thấy rất là hợp lý. Như anh Huy nói thì có cái này tôi cũng bổ sung thêm. Anh Huy nói là cái hiện nay cái kết cấu hạ tầng cái đường sắt trên cao của chúng ta ấy, nó hơi thô, nhưng thực ra thì cái đấy thì anh bây nhìn giờ nói đấy, là kiến trúc đấy, anh nhìn thấy nó thanh mảnh ấy. Thì thực ra thanh mảnh đấy là nó là monorail thì nó mới thanh mảnh, nó mới nhỏ, chính xác, nó mới đẹp. Còn cái mà cái đường sắt trên cao của chúng ta ấy, để đảm bảo được cái về tính năng kỹ thuật ấy, thì bắt buộc nó phải thế. Chẳng qua là cái trụ chúng ta nó cho nhỏ lại tí thôi thì nó sẽ vuốt nó đẹp không, hơn. Thực ra tôi thì tôi cái này thì tôi cũng không đồng tình anh lắm, bởi vì ngay cả thiết kế giữa hai tuyến
khẳng định luôn. À, đúng rồi, tuyến số 2 về phía Cát Linh Hà Đông, đúng. Tuyến Cát Linh Hà Đông làm sao nhưng mà có thể so sánh nhưng được, mà cái mật độ cột cùng là bê tông. Nhưng mà tôi đồng ý, nhưng mật độ cột của tuyến số 2 lại nhiều hơn mật độ cột chính xác của tuyến Hà Đông. Người ta nghệ thuật ở thiết kế ở chỗ đấy, người ta đánh lừa được cảm giác. Đứng xa hơn ấy, các anh ra xem cái tuyến suối Bến Thành Suối Tiên. Chính xác, đúng rồi. Đường nó đẹp lắm. Nhật thiết kế. Vâng. Và tất cả những cái công trình kiến trúc, cái cột của nó vuốt, nó rất là đẹp. Chúng ta ở đây chúng ta lại nói về lại thiện em lại thiên về cái của cái phạm vi của các anh một tí. Thế mà thật ra là cái thời điểm mà chúng ta phê duyệt cái dự án về về thiết kế thì chúng ta nhìn thấy đẹp chứ. Mà đến mà xin ý kiến nhiều người cũng chưa ra mỗi cái đẹp quá chứ. Nhưng mà càng về sau cái công nghệ thiết kế nó lại càng tiệm cận đến cái hiện đại và nó tính cái kết cấu nó nâng đỡ nó càng tốt hơn. Rất sôi nổi và có rất nhiều vấn đề để các khách mời bàn luận ạ. Và liên quan đến chủ đề này thì các khách mời có lẽ là sẽ có một cái nhắn nhủ hoặc một cái chia sẻ gì đó trước khi mà chúng ta kết thúc chương trình, bởi vì chúng tôi biết là khán giả thì cũng còn rất là mong muốn được gửi nhiều câu hỏi nữa nhưng chúng ta không thể giải quyết ngay trong một chương trình 45 phút. Thì trước khi mà kết thúc, khách mời có thể có một cái thông điệp ngắn gọn để nhắn nhủ để làm thế nào để chúng ta đạt được cái hiệu quả như là người dân rồi tất cả các chuyên gia mong đợi, không ạ, liên quan đến câu chuyện là dự án đường sắt đô thị Hà Nội. Thực ra thì chúng ta với một đô thị nào chúng ta phải nhìn hướng đến tương lai. Còn quá khứ thì chúng ta coi như nó là cái nền tảng để xây dựng cái gì đấy cho nó vững chắc trong tương lai. Thì với trong cái tương lai bức tranh và với những cái sự quyết liệt mà trong những cái giai đoạn vừa qua, chúng ta cũng phải ghi nhận anh Chính với anh Huy ạ. Ghi nhận là 2010 đến 2017, Hà Nội kết cấu hạ tầng cơ bản phát triển. Mà đánh giá là một trong những cái phát triển mà gọi là điểm nhấn của Hà Nội. Tất cả các đường vành đai phát triển, đường xuyên tâm phát triển anh, đô thị cao tốc phát triển. Cái đấy là một cái vượt bậc. Thì với những cái tốc độ và với thành tựu ạ, với những cái như thế hiện nay thì chúng ta định hướng đến tương lai với những tuyến đường sắt, mặc dù nó có chậm nhưng mà chúng ta cũng phải tự an ủi có còn hơn không. Đúng không anh? Thế nên xong chuẩn bị giai đoạn tới từ 2020 đến 2025, với cái nguồn lực và với những cái chương trình mà thu hút với những nhiều nguồn lực của các nhà đầu tư theo hình thức PPP và đầu tư công hiện nay thì Hà Nội sẽ, tôi sẽ với cái niềm tin và hy vọng với của cái nhà chuyên môn chúng tôi thì sẽ chắc chắn chúng ta sẽ có ít nhất là khoảng 3 tuyến tàu điện sẽ đưa vào khai thác sử dụng và cái hệ thống mạng lưới xe buýt đang được cải tạo một cách quyết liệt hiện nay thì sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của người dân trong tương lai. Vâng. Ông Chính với thông tin đấy thì cảm thấy có yên tâm và lạc quan không ạ? Người nói thì tôi yên tâm quá. Vâng. Nhưng vấn đề đúng là chúng ta phải, tôi nghĩ là cái quan trọng là những cái tuyến đường metro hay đường sắt ấy là chúng ta phải nhanh chóng làm. Và trước hết đấy thì chúng tôi mong là cái tuyến Hà Đông Cát Linh, là phải vào sớm và trong năm nay đã hoạt động về thương mại rồi thì cái đấy với lấy niềm tin của người dân trước hết là như thế đã. Còn những tuyến khác thì đây là một trong những tuyến chúng ta rút kinh nghiệm để chúng ta làm những tuyến khác cho nó tốt hơn. Và rõ ràng là thủ đô Hà Nội là niềm tin yêu hy vọng cả nước vì Hà Nội, thì Hà Nội cũng phải vì cả nước. Làm thế nào để tất cả những công trình của mình ấy là phải đi đúng tiến độ, làm thế nào để lấy lại lòng tin của người dân đối với những công trình lớn. Và khi nãy chúng ta bàn ngay đầu tiên là các công trình về giao thông đô thị, đặc biệt là giao thông đường sắt, nó ảnh hưởng như thế nào đến kinh tế xã hội. Thì đấy, tất cả những vấn đề đấy ảnh hưởng rất nhiều đến kinh tế xã hội, mà không những ảnh hưởng về mặt nhận thức người dân, ảnh hưởng đến cái niềm tin người dân. Tôi nghĩ cái đấy còn cao hơn cả những cái tiền bạc. Thì tôi nghĩ tốt nhất là làm thế nào để hệ thống giao thông nó sớm vào hoạt động, nhanh và tiến độ. Vâng. Mong muốn như thế. Vâng. Tôi thì tôi nghĩ là chúng ta nên nhìn, đừng đổ lỗi tất cả cho giao thông. Tôi thì tôi không có cái nhìn như vậy, mà phải nhìn ở nhiều cái ngành nghề khác. Và cái vấn đề đầu tiên chúng ta phải quan tâm đến đấy là vấn đề quy hoạch phát triển. Bởi vì nếu như cái dân số không được quản lý tốt, tất cả mọi vấn đề cứ dồn hết về Hà Nội, công việc dồn hết về Hà Nội, rồi thì trường học cũng ở Hà Nội, rồi các dịch vụ cũng Hà Nội, bệnh viện cũng Hà Nội, trường học cũng Hà Nội, sản xuất cũng Hà Nội, thì tôi nghĩ là cái hệ thống hạ tầng giao thông có phát triển thế chứ phát triển nữa thì nó cũng không thể chuyển nó được. Cũng phải khẳng định lại với quý vị khán giả là chúng ta nói đến quy hoạch, chúng ta đầy đủ về cơ sở pháp lý. Về hành lang pháp lý là chúng ta có đầy đủ cơ sở bệnh viện để chúng ta đưa toàn bộ toàn bộ mật độ từ trung tâm ra rồi. Có nghĩa là chúng ta phải đồng bộ hóa tất cả mọi vấn đề. Không, anh Huy với anh Chính, giờ cơ bản là chúng ta quản lý quy hoạch thế nào thôi. Chính xác. Mà hiện nay quản lý quy hoạch đấy đã đưa được vào sâu rộng trong cả từng cái cấp phường rồi. Thì tôi nghĩ là cái đấy sẽ được thực hiện đúng. Đấy.
Tôi thấy có lẽ là nói mãi chúng ta vẫn cứ tiếp tục rất là nhiều thứ, nhiều thông tin thú vị với nhau. Vâng. Nhưng ngày hôm nay thì những cái nội dung mà chúng tôi muốn truyền tải để các khách mời cũng đã cung cấp được cho quý vị khán giả. Và chúng tôi hy vọng là những cái thông điệp mấu chốt chúng ta ngày hôm nay về hành động này, về thực hiện này, về tiến độ thì chắc chắn là sẽ được nhìn thấy ở ngay trước mắt sớm nữa, tháng 9 năm 2018 rồi tháng 12 năm 2018. Thì chúng tôi hy vọng đến thời điểm đó sẽ lại được đón các khách mời, chúng ta lại sẽ có những cái nội dung trao đổi nó lạc quan. Ở đây mình đính chính bản cái chúng ta không hy vọng, mà chúng ta cái đấy chắc chắn đấy là chắc chắn. Vâng. Chứ nếu mà chúng ta hy vọng thì lại nhưng đó, có vâng. một cái gì đấy. Bởi vì chúng ta bài hát đây chúng ta hát nhiều lắm rồi, giờ chúng ta dừng lại đi. Được chúng ta đi chúng tôi, thực hiện đi. Chúng tôi cũng thường xuyên nói với khán giả như vậy, nhưng tuy nhiên là có rất nhiều điều làm cái lòng tin của họ cũng không được như là chúng ta mong đợi. Hãy cho người dân một lần nữa để tin tưởng đi. Vâng. Thì chúng tôi rất là cảm ơn ba khách mời đã mang tới những cái niềm tin đấy, tinh thần cho tất cả khán giả của chúng tôi ạ. Vâng. Xin chúc khách mời có thật nhiều sức khỏe và tiếp tục lạc quan như vậy để đồng hành cùng các chương trình của Đối thoại sau này ạ. Chúng tôi rất là cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả, và quý vị có thể xem lại chương trình Đối thoại trên website kênh truyền hình VTV www.vitv.vn. Xin kính chào và xin được gặp lại quý vị trong các chương trình Đối thoại tiếp theo ạ.